Đây, tao có làm gì đâu mà mày muốn mút tao hả? Tao không hiểu thịt mày ngon ở chỗ nào mà tại sao mọi người lại thích ăn thịt mày chứ không thích ăn thịt tao nữa. Tại vì thịt của tao nấu nhiều món hơn thịt của mày. Mày im đi. Im mà, ủi cha mày luôn. Im mà. Mày muốn chơi thiệt đâu, chơi nè. Mày làm gì có cửa giống tao mà mày đặt cá hả? Ủi mày luôn, khỏi cửa. Mày bị dính cái cọc rồi làm sao mà nấu lại tao hả con heo kia? Tao chấp mày cái cọc luôn. Đúng là ngu như con heo vậy đó. Mày còn ngồi nói lại coi. Tao nói là mày ngu như heo vậy đó. Ngu như heo nè. Tao không hiểu tại sao mọi người nói mày ngu như heo mà lại thích ăn thịt heo. Mày im đi, tại vì họ muốn ngu, vậy cũng nói cho được. Nè, bây giờ thì tao đã hiểu lý do tại sao người ta thích ăn thịt mày. Mày im đi mày. Bởi vì người ta thích ngu cho nên mới ăn thịt mày, đó đồ con heo. Thà vậy còn đỡ hơn mày. Đỡ gì? Nói ra mắt con mày nhục nữa. Mày có chịu nói không? Mày, hay quá. Nói không? Nhục. Hả? Nhục. Tao nhục cái gì? Nhục cái gì? Nhục cái đầu mày nữa, nhục. Mày có ngồi giải thích cho tao nghe thì tại sao nói tao gà là nhục hả? Mày thử lên mạng mà coi mấy thằng trẻ trâu nó hay dùng từ gà đó. À, hèn chi, bị mất phân lông cho nên không ai thèm mua thịt tao mà ăn nữa. Giờ mày sáng mắt ra chưa con? Vậy tao vẫn bức xúc là tại sao nãy giờ mày chơi bức nút với tao luôn vậy? Hả? Tao bức đuổi lông luôn rồi. Ở đó. Mày có ngon gắn cửa vô mà đá với tao chứ đừng lấy cái lỗ mũi mà ủi tao nữa được không? Thì mày cứ lấy cái lỗ mũi ủi lại tao đi. Trời ơi, vậy cũng nói cho được. Đâu á, cái lỗ mũi tao bự bằng lỗ mũi mày hả, đồ con heo mập. Ủa, vậy chứ chân tao có cửa hả? Thôi mày hãy im đi, con heo mập. Thịt của mày có nấu cà ri được với tao không mà xạo hả con heo? Vậy chứ thịt của mày có kho tiêu ngon mà thịt của tao mà xạo. Mày bị lỡ mồm lông móng rồi, thịt của mày không có ngon bằng thịt tao đâu con heo ơi. Ủa vậy chứ mấy thằng cúm da cầm thịt ngon lắm chắc. Dạ, nói thật, cúm da cầm. Cúm da cầm. Con heo mất nết, thịt của mày có làm phô mai que được với tao không mà khoe hả mày con heo kia? Thì sống được sống muốn lão mày. Phô mai que. Ê, có người tức kìa, không làm được phô mai que nên tức kìa. Thì mày tức là tức mày, thì mày cứ biến thành phô mai que đi rồi về tao ăn thôi, gì đâu trời ơi. Tao đâu có dễ, mày biết chỗ nào đâu mà mua. Trời, phô mai que trong nét bắn đời. Láo gì tao dám âm mưu ăn thịt tao nữa hả con heo. Thôi ra mày đừng có để tao xúc vào thịt ra. Láo sườn. Chơi gì chơi miếng má, yếu mà mày đặt ăn hủ tiếu. Nhảy lên đi, hôm nay bình thanh lý hàng cũ, có nhiều món hàng độc lắm. Tại đó tại vì mày mua vậy món gì lấy le với thiên hạ chơi được không luôn? Mày biết rồi, nhưng mà mày phải để tao kịp thở chứ ngủ không. Bây giờ tới đây rồi đi đường nào nữa? Phải đi. Đi đường này có yêu quái không vậy ngủ không? Đã có ngủ không thì sợi lông cũng không có. Yên tâm đi. Ủa, mày bị giặt lông hết rồi hả ngủ không? Giặt lông tổ cha mày hàng lưu, mày bị khùng hả? Không được nói lưu khùng, lưu chỉ lùng bùng nên mới nói vậy thôi. Yên đi, tao nghe có mùi sát khí ở quanh đây. Tao mới địch đó ngủ không? Nhìn kìa, tao nói có sai đâu, là yêu quái. Hả? Trời ơi yêu quái à ngủ không? Tao đã nói rồi đừng có quẹo phải. Đứa nào dám bước qua địa phận này, ta sẽ táp mòn đít. Cấm đứa nào qua, hai đứa bay từ đâu tới. Lưu à, ta thấy không ổn rồi mẹ ơi. Tự nhiên nhìn con yêu quái này tao quý quá trơn luôn à. Nhìn nó vừa ngu vừa dữ. Có cách nào vượt qua ải này được không ngủ không? Lưu à, tao nghĩ mày cứ đi trước đi. Việc còn lại cứ để tao lo. Tên nào dám qua, ta cắn mòn đít. Đi nhìn lên đi Lưu, để tao ở lại. Mày cứ đi đi, không cần phải lo cho tao. Mày bắt tao đi trước tao mới lo á, hàng ngu không mắc dạy. Thôi mà đi luôn sợ gì mày, chỉ giỏi cái mỏ không à. Nhìn tao hiên ngang bước đi nè. Thằng này láo, mày không sợ tao hả mày? Hàng sợ thấy mù nổi luôn ý chứ sao không sợ? Quả lão, mày con ngon thì biết lại cho tao. Ngu gì đứng ông nội đứng cho chết hả? Tao còn thằng khỉ kia nữa. Không ăn được mày tao cũng ăn thằng kia. Chết cha, thằng Lu nó đã qua được, bây giờ tới mình tính làm sao bây giờ đây? Phép thuật thì bị mất, gậy như ý cũng bị chơm, còn có tre bơm cũng bị chĩa, chắc chết ở đây qua. Thằng này có vẻ lề mề, mày nhanh lên coi thằng kia. Anh đừng có hù em, làm em sợ. Trời ơi, cục đá trèo lên cũng không nổi nữa là sao? Mày lẹ lên coi ngộ không, chậm quá, bên thanh lý hàng cũ họ đóng cửa đó. Thôi mày đi đi Lu ơi, tao không dám qua. Nhìn hàm răng của con yêu quái kia thấy ghê quá. Nhưng mà tao có cách rồi, mày đợi tao chút nghe Lu. Cách gì vậy ngộ không? Tao sẽ núp nó một thời gian. Tại sao? Mày đợi tao nghe Lu. Rồi tao núp xong rồi đó. Đợi con yêu quái nó chán cái chúng tao qua được hả? Mày không nói ngủ không? Mày có biết trời đang nóng lực lắm không? Sao đợi được? Tên đó đâu rồi ta? Mới thấy này mà tự nhiên mất tiêu. Còn phải giữ thật bình tĩnh, thở cũng không được thở, địch cũng không được địch. Nhất định phải khéo léo với tên yêu quái này. Để đi ngủ không ơi, Lu mệt lắm rồi. Cái thằng Lu này ồn ào quá, tình hình có vẻ ổn. Phải nhẹ nhàng mới được, ba bước đi một bước ngồi. Để đi ngủ không ơi, mày đâu rồi? Nóng lực quá đi hà. Cái thằng Lu này phiền phức quá. Tao đang tới nè, mày để ý giùm tao cái con yêu quái kia có nhìn thấy tao không? Để đi ngủ không ơi. Nhưng nó chưa thấy mày. Nó đâu rồi? Thằng kia. Bà mẹ nó. Lu ơi, tao tới rồi nè, tao tới rồi. Ngủ không à? Bây giờ tao đã hiểu tại sao mày bị đeo vòng kim cô. Tại sao? Mày khùng quá rồi ngủ không ơi. Sao đường tối thui vậy hả Lu ơi?